Thưa quý vị, nhằm tháo gỡ vướng mắc về hạn ngạch và vướng mắc của thương nhân trong xuất khẩu gạo, trên cơ sở công văn của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã có văn bản hỏa tốc gửi Bộ Công Thương đề xuất một số giải pháp quan trọng. Theo thông tin của Bộ Tài chính, ngày 22 tháng 4 năm 2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các doanh nghiệp xuất khẩu gạo hướng dẫn thực hiện việc khai báo hải quan đối với mặt hàng nếp. Theo đó, việc đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu sẽ được thực hiện kể từ 0 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2020, số lượng nếp xuất khẩu không tính trong hạn ngạch gạo xuất khẩu. Về xử lý số lượng hạn ngạch xuất khẩu gạo được hồi lại của tháng 4 năm 2020, Bộ Tài chính thống nhất cho phép làm thủ tục như ý kiến của Bộ Công Thương. Riêng đối với 100.000 tấn gạo được tạm ứng trước hạn ngạch xuất khẩu gạo, Bộ Tài chính cũng đã đề nghị một số giải pháp để giải quyết. Thứ nhất, xử lý đối với hàng hóa đã đưa vào cửa khẩu quốc tế, cảng biển quốc tế trước ngày 24 tháng 3 năm 2020 nhưng chưa được đăng ký tờ khai hải quan do bị tạm dừng xuất khẩu theo thông báo số 121 của văn phòng chính phủ thì phân bổ cho các doanh nghiệp đã đưa hàng vào khu vực giám sát quan tại cửa khẩu quốc tế, cảng biển quốc tế trước ngày 24 tháng 3 năm 2020. Thứ hai, xử lý đối với các lô hàng đã đưa vào khu vực cảng biển, cửa khẩu từ ngày 24 tháng 3 năm 2020 nhưng chưa đăng ký tờ khai hải quan để giảm chi phí lưu kho, bãi, lưu container, lưu tàu cho doanh nghiệp. Bộ Tài chính kiến nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng lượng hạn ngạch còn lại để xử lý đối với lượng hàng hóa theo thứ tự ưu tiên như sau. Một là phân bổ cho các doanh nghiệp đã đưa hàng vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu Cảng Biển trước ngày 21 tháng 4 năm 2020 theo số lượng thực tế và được tri cục hải quan, doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh kho, bãi, cảng, nơi lưu giữ hàng hóa xác nhận nhưng chưa được xuất khẩu hay là hàng hóa đã tập kết tại các khu vực kho bãi, địa điểm tập kết ngoài địa bàn hoạt động hải quan hoặc đã xếp lên phương tiện vận chuyển trung chuyển chờ vận chuyển lên cửa khẩu, cảng biển quốc tế để xuất khẩu đã được đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, địa điểm tập kết hoặc kinh doanh dịch vụ vận tải xác nhận, Tổng cục Hải quan sẽ thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan. Trong chiều ngày 24 tháng 4, Tổng cục Hải quan cũng đã có văn bản hỏa tốc gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, cụ thể về thực hiện đăng ký xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020, Tổng cục Hải quan cho biết đã thiết lập trên hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan từ 0 giờ 0 phút ngày 25 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020 đối với các lô hàng gạo đã đưa vào cửa khẩu quốc tế, cảng biển quốc tế trước ngày 24 tháng 3 năm 2020 nhưng chưa được đăng ký tờ khai hải quan trước đó trước thông tin có nhiều nghi vấn tiêu cực trong tổ chức triển khai thực hiện hoạt động xuất khẩu gạo theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ để đảm bảo tính khách quan minh bạch và tính tổng thể các vấn đề báo chí doanh nghiệp mạng xã hội phản ánh bộ trưởng bộ tài chính đề nghị bộ trưởng bộ công an chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét điều tra xác minh làm rõ